Tôi cảm thấy 36 tuổi chỉ là 26 tuổi một lần nữa mà thôi, Djokovic nói vui sau trận bán kết Wimbledon hôm 14 tháng 7. Cảm giác đó thật tuyệt. Tôi có rất nhiều động lực và cảm hứng để chơi quần vợt môn thể thao tôi yêu. Tennis mang đến rất nhiều điều cho cuộc sống của tôi, gia đình và đội ngũ. Vậy nên, tôi luôn muốn trả ơn môn thể thao này bằng cách thi đấu lâu nhất có thể. Djokovic là tay vợt nam thứ ba vào chung kết Wimbledon khi đã ngoài 36 tuổi, tính ở kỷ nguyên mở. Hai người làm được điều này trước đây là Roger Federer và Ken Rosewall. Djokovic sẽ cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Federer nếu hạ tay vợt 20 tuổi Carlos Alcaraz vào Chủ nhật tới. Bại tướng của Nole ở bán kết, Jannik Sinner cũng mới 21 tuổi. Sau khi thắng 6, 3, 6, 4, 7, 6, anh ca ngợi đối thủ trẻ Italy và tự hào khi vẫn được là một phần trong thế hệ kế cận của tennis. Djokovic cũng nói rằng anh luôn cố gắng đặt trạng thái tinh thần và thể trạng của bản thân ở mức tốt nhất mỗi khi ra sân. Nếu hạ Alcaraz vào ngày 16 tháng 7 tới, Djokovic sẽ gia tăng kỷ lục 24 Grand Slam và còn nguyên cơ hội giành calendar slam tức 4 Grand Slam trong cùng năm. Tay vợt Serbia chia sẻ rằng anh có niềm tin vào kỳ tích này và luôn hướng đến việc giành danh hiệu ở mọi giải đấu. Tham vọng đó không đổi, dù tôi có ở đâu trong sử sách, Nole nói. Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ rất nhẹ nhõm khi vô địch Roland Garros để độc chiếm kỷ lục 23 Grand Slam. Nhưng không phải vậy, áp lực vẫn còn đó, rất lớn. Tôi vẫn thường xuyên thấy nổi da gà, bồn chồn và căng thẳng trong mỗi trận đấu. Djokovic cũng nói rằng anh sẽ xem trận đấu Chủ nhật tới như trận chung kết đầu tiên. Mục tiêu và cách tiếp cận sẽ nghiêm túc và chuyên nghiệp như mọi khi, anh nói tiếp. Tôi không muốn tiếp cận trận chung kết theo bất kỳ cách nào thoải mái hơn những lần trước. Không có gì bí mật, khi Grand Slam là ưu tiên lớn nhất của tôi. Djokovic vô địch ở 3 Grand Slam gần nhất anh tham dự, thắng 27 trận liên tiếp ở cấp độ này. Nole cho rằng đó là hệ quả của việc sắp xếp lịch trình tập luyện, thi đấu để chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lớn. Việc duy trì tinh thần và thể trạng tốt trong 2 tuần đấu ở Grand Slam cũng đóng vai trò quan trọng. Hầu hết các tay vợt kiệt quệ một chút về thể chất, tinh thần hoặc họ không cảm thấy bản thân có thể tiến thêm một bước nữa ở Grand Slam, Djokovic chia sẻ. Với tôi, công việc vẫn chưa kết thúc cho đến khi tôi giành chức vô địch.